bạn được hình. Cổ vũ nha. Một vòng rồi chứ. Một lần nữa hay hai lần? Một lần rồi. Một lần thôi đúng không? Đổi đi chứ còn nói cho một lần thôi. Chuẩn bị đi. Có ngồi nữa nắng. Nhanh có ngồi. Chú ý nha, các bạn đầu tiên sẽ là thuyền trưởng. Các bạn di chuyển bằng hai tay. Và bạn đổi nằm đích thì các bạn sẽ đứng lên. Đừng có đứng dậy. Lấy cờ. Và các bạn phát cờ lên. Đó chưa? Thì sẽ trở thành đội thắng lợi. Bạn đứng dịch ai không ạ? Dịch xa ra. Bạn đứng dịch xa ra. Thấy đây. Ra ngoài này, cái này ra xa con người chơi rồi, thấy cái gì, đang luôn như này, nó tê như thế.